Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chat cài đặt Foxer Kraken Trolling Motor. Đối với quá trình này, bạn sẽ cần một mũi khoan 5, 16 inch hoặc 8mm, tuner vít Philips số 2, một mũi lục giác hoặc cờ lê 4mm, ổ cắm chính 16 inch hoặc 14mm, một cờ lê mô men xoắn, và một bộ ngắt mạch định mức liên tục 60A. Garmin khuyến nghị nên có 2 người để thực hiện cài đặt này. Động cơ Trolling Kraken Fortefi được gắn vào mũi thuyền, và càng gần tâm thuyền càng tốt. Giá đỡ phải được lắp đặt ở phía trên cùng của tầm nhìn ra khỏi mép thuyền. Hình chữ U cũng phải ở phía trên thuyền. Đảm bảo sàn đủ mạnh để chịu được trọng lượng và lực của động cơ Trolling. Sử dụng tấm khớp nối hoặc gia cố thuyền nếu cần. Động cơ được cố định vào bong thuyền bằng bu lông. Bạn phải có chỗ để cố định giá trẹp mặt dưới bằng vòng nệm và đai ốc. Đồng thời bạn phải có khoảng trống để di chuyển từ vị trí đã triển khai sang vị trí được xếp gọn và quay trở lại, tránh mọi chướng ngại vật. Để xem xét kết nối, bạn phải kết nối cơ Trolling đến bộ pin 24 hoặc 36V. Có khả năng cung cấp liên tục 60A. Bộ ngắt mạch liên tục 60A cũng phải được thêm vào nguồn điện. Cầu giao 60A được bán riêng liên kết này có thể được tìm thấy trong mô tả. Tất cả 6 lỗ sẽ cần được sử dụng để gắn động cơ Trolling. Theo liên kết trong mô tả được hướng dẫn về các giải pháp thay thế lắp đặt đã được phê duyệt. Nếu hình dạng thuyền của bạn không cho phép bạn sử dụng hết 6 lỗ, sử dụng mũi khoan 5, 16 inch hoặc 8mm, khoan các lỗ lắp. Đặt động cơ lên bong thuyền. Căn chỉnh các lỗ trên giá đỡ với các lỗ lắp. Các bu lông đi kèm tương thích với hầu hết các loại tàu. Nhưng nếu bu lông được cung cấp không đủ dĩ gắn các bu lông, vòng đệm và đai ốc khóa, bạn phải có được vít đầu tròn hình nón cục bằng thép không gỉ, vít 1/4 inch 20. Cố định giá đỡ vào bong thuyền bằng các bu lông, vòng đệm và đai ốc khóa đi kèm. Ở hai lỗ gần mạn thuyền hoặc mép của bong thuyền nhất. Siết chặt đai ốc ở mức 8 phút bao. Điều chỉnh điểm dừng độ sửa động cơ có thể hoạt động mà không chạm đất. Nhấn nút thả và trượt đầu động cơ dẫn động chân vịt ra ngoài. Và xoay động cơ Trolling vào vị trí đã triển khai. Cố định giá đỡ vào bong thuyền. Bằng cách sử dụng các bu lông, vòng đệm đi kèm và khóa đai ốc ở các lỗ còn lại. Siết chặt đai ốc ở mức 8 phút bao. Trên động cơ kéo Kraken 90 inch. Noser con và xiên cần được cài đặt trên động cơ bằng cách sử dụng mũi lục giác hoặc cờ lê 4mm. Đối với xiên, đảm bảo đầu dài hơn hướng về phía chân vịt. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp cánh quạt. Xoay trục động cơ để định hướng chốt theo chiều ngắn ít có khả năng rơi ra ngoài trong quá trình lắp đặt. Chèn chốt qua trục động cơ chân vịt. Căn chỉnh channel ở bên trong chân vịt bằng chốt và trượt chân vịt lên trục động cơ. Bây giờ đặt e-nốt. Khoa sơ. Lắp khoa sơ. Và đai ốc vào đầu trục động cơ. Siết chặt đai ốc khóa đến 6 phút bao để cố định cánh quạt bằng ổ cắm 14mm. Sau đó hãy kết nối động cơ Trolling với nguồn điện. Đi dây cáp nguồn đến bảng điện hoặc vị trí cầu giao nơi bạn dự định lắp đặt cầu giao. Nếu bạn cần kéo dài cáp nguồn, hãy sử dụng dây đo thích hợp, dựa trên chiều dài của phần mở rộng. Bạn có thể tùy chọn vít cắm và ổ cắm động cơ Trolling được định mức từ 60A trở lên, nơi mà các nguồn đi vào vách ngăn. Bạn có thể mua riêng nó trên trang web của chúng tôi tại liên kết trong mô tả. Kết nối các nguồn với bộ ngắt mạch được định mức 60A liên tục. Không bao gồm bộ ngắt mạch. Bộ ngắt mạch phải ở vị trí tắt trước khi bạn kết nối các nguồn từ động cơ Trolling. Nếu cần, hãy kết nối bộ ngắt mạch nguồn điện 60A. 24 hoặc 36V.
đi cáp đầu dò đến máy vẽ biểu đồ tương thích của bạn. Nếu cần, hãy kết nối cáp mở rộng đi kèm hoặc cáp nối dài hơn. Lắp vòng chữ O và vòng khóa cuối cáp đầu dò. Sau đó, kết nối cáp đầu dò với cổng đầu dò mặt sau của máy vẽ biểu đồ. Cố định vòng khóa trên cổng đầu dò 12 chân. Và đó là tất cả. Cảm ơn bạn đã xem video. Để được trợ giúp thêm, vui lòng truy cập trang web trung tâm hỗ trợ của chúng tôi.